Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, chào em. Rồi chị có thể chào quý vị khán giả ha. Chị xin chào mảnh ghép yêu thương, chào Minh Hoàng. Mình xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Rồi chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn. Mình tên là Phan Hồng Mai. Phan Thị Hồng Mai. Bao nhiêu tuổi chị Mai? Sinh năm 1968, năm 15. 1968, năm 15 tuổi. Đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn. Quận mấy? Quận 7. Trước chị Mai, thì ở quận nhất. Chị Mai đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi để tiếp tục, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, chị Mai có đồng ý để mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Chị đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình con cái chị cũng như bản thân chị yêu cầu mảnh ghép yêu thương gỡ tháo bỏ video này xuống là không được. Dạ. Yeah. Những lời nói của chị Mai hoàn toàn chân thật, chị Mai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Được. Rồi hiện nay ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, chị Mai sinh sống bằng nghề gì? Chị làm công ty Mai, nhưng bây giờ lãnh đồ gì về nhà Mai Gia Công. Bây giờ là mình Mai Gia Công ha. Tình trạng hôn nhân của chị Mai ra sao chị Mai? Năm 93 chị có lập gia đình. Được 3 năm. Chia tay. Năm 9 mấy? Năm 93 tới 96, tới 97 là chị chia tay. 97 chia tay. Chia tay hai anh chị có người con đâu? Không có. Không có luôn. Mới về cái má chồng, mới cưới về ngày đầu tiên cái má chồng dặn là nếu muốn có tương lai thì cho chồng đi nước ngoài á, thì đừng có con. Rồi 20 mấy năm nay chị có quen được mối tình nào khác nữa không? Rồi tới năm 97 chị chia tay xong rồi khoảng 7 năm sau chị mới gặp được một người. Nhưng mà anh đó ảnh, hai người yêu thương nhau nhưng mà không đến nhau được, là ảnh mắc chăm mẹ già, chị cũng mắc chăm mẹ già nên không có bên nào bỏ bên nào qua được hết. Rồi cuối cùng khoảng vài năm sau cái ảnh bị bệnh, ảnh chết. Có nghĩa là hai người cũng có sống với nhau? Không có sống với nhau, tới lui qua lại thôi. Tìm hiểu ha? Tìm hiểu thôi. Rồi ảnh chết luôn. Rồi có thêm mối tình nào nữa không? Không. Ở vậy luôn tới giờ. Chị Mai này, chị cũng không phải là lớn tuổi lắm, mới 55 thôi. Lúc đó thì cỡ khoảng 4 mấy à. Mà chị cũng trẻ đẹp mà. Không quen được mối tình nào nữa sao? Chị không có quen ai nữa, tại vì mắc chăm mẹ già đó, rồi nghĩ là sống với mẹ thôi, không nghĩ sao, không nghĩ lấy chồng nữa. Nhưng mà giờ mẹ chị mất 2 năm nay rồi. Lúc đó có anh nào theo đuổi không? Có, nhưng mà chị không có để ý tới. Rồi mẹ chị mới mất đây? Mất nay được 2 năm. Nên rồi giờ chị xem cái mạng xã hội nào mà chị biết đến mảnh ghép yêu thương? Này chị xem cũng được 1 tháng. Chị coi thôi, chị thấy ở đây á, em cũng như là kiểu như là tư vấn, dám hỏi. Như hỏi kiểu như nói thẳng á, chị thích vậy nên chị tới. Rồi chị tin tưởng? Tin tưởng thì tới. Tin tưởng chỗ nào? Là cũng như mình tới đây là tất nhiên là mình phải nói thật rồi. Rồi với lại cái cách em tư vấn á, nói qua nói lại á, chị thấy thích hợp. Rồi chị xem trên những cái video của mảnh ghép yêu thương đó, chị có cảm tình với anh nào trên đó chưa?
Không, chị không cảm ai hết á. Cảm gì hết. Để người ta cảm mình đi, mình cảm người ta bắt công. Có nghĩa là hôm nay chị đến với Mảnh Ghép Yêu Thương muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương tìm hộ chị hay sao? Mảnh Ghép Yêu Thương tìm hộ cho chị. Sao mấy chị không giao trách nhiệm nặng nề cho tụi em không? Chứ chị đâu biết ai đâu tìm. Nếu tìm được thì đâu tới đây chi. Rồi chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương tìm giúp chị mẫu người đàn ông như thế nào mới hợp với cuộc sống của chị? Em tìm người tử tế đàng hoàng, có tâm. Tử tế đàng hoàng, sống hòa đồng vui vẻ. Sống hòa đồng vui vẻ. Không ăn nhậu. Không ăn nhậu. Gì nữa? Cờ bạc. Đương nhiên cái đó ai cũng không muốn rồi. Rồi gì nữa? Còn hút thuốc, cà phê gì được hết. Rồi sao nữa? Đừng có cọc tánh nha, nóng tánh là chị không chịu. Hòa đồng vui vẻ rồi còn cọc tánh gì nữa? Tại chồng trước của chị nóng tánh lắm. Nóng lắm hả? Nói tới cái là đập đồ. Đập bể luôn, rồi tốn tiền đi mua mới. Tốn nhiều không? Thì đập đi tự mua lại. Cũng kha khá ha. Rồi gì nữa? Công ăn việc làm. Có công ăn việc làm ổn định. Nhà cửa thì sao? Thì có nhà thì tốt. Chị thì có không nhà có rồi. Nhà sao? Không có nhà hả? Không có nhà bất quả lắm. Giờ ở trên quận 7 chị có nhà không? Chị có nhà nhưng mà ở chung nhiều quá. Ở nhà chung chị tới 15 người lận. 15 người? Nhà to không? Ở đông gì? Nhà nhỏ nhưng mà tại vì anh em đông á. Các lầu ha? Có mấy lầu. Anh em đông nên cháo chích đồ ở chung nhiều lắm. Giờ nên muốn kiếm người đàn ông có cái nhà. Có nhà thì chị đi ra. Chị đi theo. Rồi độ tuổi khoảng bao nhiêu mới thích hợp với chị? 55 tới 65. 55 tới 65. Chiều cao cân nặng? Cao hơn chị đi, mét 65 trở lên đi. Chị cao bao nhiêu? Chị mét 55, nặng 50. Đúng rồi, kiếm mét 65. Nặng 65 luôn. Cho nó đều ha. Mét 65 nặng 65 thấy nó ngon à. Rồi công việc may gia công của chị có ổn không chị? Lúc nào chị xiên thì chị làm nhiều tiền, không xiên thì ít tiền vậy. Cũng sống trung được. Bình là một tháng đỡ không? Cũng 6-7 triệu. 6-7 triệu thì cuộc sống ở thành phố nếu mà tiết kiệm thì nó mình chị đủ. Đủ. Chứ cuộc sống ở thành phố thì nó cao. Đúng rồi. Bước ra đường là tốn tiền, bước ra đường là tốn không, tiền. Không, em có nhà thì đủ, còn không có nhà là không đủ. Không có nhà, ở nhà thuê là thấy thiếu hụt á. Đúng rồi. Thuê phòng trọ mắc lắm. Rồi chị thích cái anh đó ở vùng miền nào? Nếu ở Sài Gòn thì tốt, tại chị ở Sài Gòn đó giờ chị không có biết với quê. Đi đây về quê. Đây là lần đầu tiên. Đi về quê buồn quá ha. Không biết với quê luôn. Nếu như mà có đi về quê chịu không? Chắc sống không nổi hả? Nghe vì tiếng trời mưa mà nghe tiếng ếch nhái nó kêu thôi chắc ngồi khóc không á. Về quê mà trong sâu quá thì ở ngoài quê mà ở ngoài thành phố được không? Được. Hay là ở thị xã, ở tỉnh gì đó? Được, nhưng mà đừng vô sâu quá, như ở ngoài được. Vô tới cửa rừng thôi, chịu không? Không có vô rừng mà tới cửa rừng thôi. Nên giờ chị đâu có đứa con nào đâu. Chị là độc thân á. Cái yêu cầu của chị đưa ra nó cũng cũng không phải dễ kiếm à. Vậy hả? Không phải, tự vì không rượu chè nè, người có đạo đức nè, sống hòa đồng vui vẻ, không cọc cằn, rồi biết chăm lo gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có nhà, chỉ có rượu, chỉ có thuốc lá, cà phê là được thôi. Cái này cũng hơi hiếm rồi nha. Nhưng mà không sao, từ từ thì nếu chị tin tưởng thì Mảnh Ghép Yêu Thương sẽ tìm hộ chị một cái mảnh ghép thật sự thích hợp với cuộc sống của chị. Nhưng mà phải cho chương trình một thời gian. Được, lâu lâu cũng được. Không có gấp gáp được. Tại vì muốn kiếm một người để cùng mình
nắm tay nhau đi đến cái bến bờ hạnh phúc thì nó rất là khó. Đúng rồi. Nếu mà mình vội vàng quá thì nó sẽ giống như cái mối tình trước của chị. Không, chị không vội đâu. Hồi trước chồng của chị tới cưới chị đó là quen nhau 5 năm. Khi mà cưới về á, tại vì ảnh công tử quá, chị mới chia tay á. Công tử là sao? Ăn ở không không à? À, ăn ở không. Rồi cái bữa đó chị thì cực lắm, làm đủ thứ hết á. Nhưng mà khi quen á, cái vừa nói ảnh hỏi sao không có đi làm, là lúc đó mới vừa nghỉ xí nghiệp mai. Xí nghiệp mai giải thể á, mới nghỉ. Nghỉ cái ảnh tới nhà kiếm một bạn. Cái chị ngồi ở trước nhà, cái ảnh thấy ảnh theo luôn. Anh theo luôn rồi thấy cái... theo luôn chịu luôn không chị không chịu cái anh người Hoa là chồng cưới chị luôn đó. Rồi cái tới ảnh hỏi xong đi làm, cái chị nói mới thất nghiệp nghỉ giờ muốn đi học mai mà không có tiền, cái anh hỏi nhiêu chị nói 2 chỉ, cái anh qua mai anh đem lại 2 chỉ cho, cái theo luôn không có theo cái chưa, cho chưa cái... hả? Cho cái chị không lẽ lấy tiền của người ta rồi bỏ người ta có tội chết, sợ tội nên chịu ảnh luôn. Rồi cái ảnh thì cũng... đó ta hỏi theo luôn hả, không chịu cái anh... bỏ sợ tội rồi còn về đặt qua Mỹ nữa. Thì theo theo đi, còn người đặt ảnh đưa 2 chỉ thấy tội quá đâu, mới đầu cho 2 chỉ nhưng mà chị nhận rồi thì chị tính trả lại. Chị thấy ảnh xấu quắc rồi chị không chịu. Thấy xấu mà công tử ha. Với lại công tử á, thấy tại con nhà giàu, con một nhà giàu lắm, nhà chị ta có lòng thương mình, ta yêu quý mình là được rồi, còn chê ta xấu quắc nữa, xấu thôi còn xấu quắc nữa, mình thêm chữ quắc vô nữa. Nhà ảnh quận nhất, ở nhà chị quận nhất, nhà ảnh quận năm. Có 5 phút là tới à. Có nhà ta có nhà có cửa, ta là đại gia công tử, quan trọng ta thương mình được rồi, còn không chê. Nhưng mà thương, nhưng mà lúc đó đòi cưới cái chị chịu mà gia đình không chịu. Tại vì thấy anh công tử á, nói về vậy là ảnh không biết lo làm ăn á, sẽ khổ. Mà thiệt, người lớn ta nói đúng. Cái về, cưới về, cái mới cưới về, cái đeo vàng nhiều lắm, cái kêu chị tháo ra. Bán xài. Không có bán, đưa cho cha mẹ chồng á. Cái đưa xong cái không có trả lại. Không có hồi âm luôn. Không có trả lại, rồi cái mẹ chồng mới đi nước ngoài. Chị với ảnh sống ở Việt Nam mà lúc đó mẹ anh bán nhà, về nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh á. Rồi cái mới về nhà của dì ở Trần Hưng Đạo sống chung, nên má chồng đi cái chị không chịu ở, chị mới kêu ra riêng. Ra riêng thì chị làm tối ngày, chị có cái nghề thêu mai đó. Chị làm tối ngày, còn ảnh đi câu cá không? Đi câu cá. Đi câu cá với lại đi thục pizza. Có đem cá về không? Có. Rồi cái chị mới nói là thôi bây giờ nếu anh muốn sống với em thì anh phải lo làm ăn chứ, anh đi chơi hoài vậy đâu có được. Nhưng mà anh không nghe, anh không nói gì hết, với lại chị với anh không có làm hôn thú. Rồi ra chị đi luôn. Chị bỏ đi luôn. Đi về nhà chị luôn. Đi luôn tới giờ luôn. Rồi sao mới làm giấy? Làm gì em? Làm giấy ly dị. Không có hôn thú. Có nghĩa là hai người hồi đó đến với nhau không có hôn cưới thú. Đàng hoàng, nhưng mà tại mẹ chồng á kêu làm đừng có để sanh con, để cho ảnh làm giấy cưới một người ở nước ngoài về 25.000 đô. Rồi rốt cuộc cũng đâu có thành, đâu có được. Rồi chị bỏ đi tới nay luôn. Bỏ đi, ảnh cũng đi kiếm đó, nhưng mà chị thấy chị trốn. Quê gốc của chị cũng ở Sài Gòn. Sài Gòn đó vậy. Nhà chị đông anh em lắm rồi. Đông lắm, 15, 14 người còn đều, còn đủ hết. 14 anh em. 14, má chị 90 tuổi. Trời, còn luôn. Má chị mới mất 2 năm. Mới mất 2 năm. Thành ra má chị mất chị mới thấy buồn. Chị thứ mấy? Thứ 12. Chị thứ 12. Thứ 15 mới hết. Thứ 15 mới hết. Hơn đội bóng rồi. Đúng rồi. Và anh em còn đủ hết xưa, luôn á. Ngày xưa ông bà mình sanh nhiều quá ha. Sanh nhiều. Thành ra giờ nhà chị ở chung đông lắm. Là lúc đó là ở quận nhất, rồi sau này mới về quận 7. Nãy là chị nói độ tuổi là cỡ chị cho đến 65. 55 tới 65. Mà kiếm người nào hiền đó nha, giữ chị sợ lắm. Hiền ha. Sao chị giao trách nhiệm nặng nề quá, đòi đủ thứ. Đừng có chửi thề bậy hiền bạ. Nữa.
Đàn ông đôi lúc nhiều khi cọc cằn lên, nhiều khi người ta cũng có một hai từ nó mình thông cảm cái Thì nó một hai dễ từ hơn. thôi chứ có người nóng lắm. Như chị có thằng em ấy, ở nhà chung nè, nó chửi dữ lắm, chửi vợ đó. Nên chị thấy vậy sợ lắm. Sợ hả? Sợ mà còn đi lên đây kiếm. Thì mấy chục năm rồi đó, chị mới đi nè, chứ chị không có đi, mà tại vì chị bạn á, chị bạn chỉ chơi với chị á, chị chỉ nói coi ha. chị coi chị nói chị tính đi với chị mà chị không rảnh, bắt đi dạy học, chị nói em đi đi, cái chị nói đi mắc cỡ quá, cái chị nói đâu có chồng đâu mắc cỡ, có chồng với chị mới mắc cỡ, còn em không có chồng mà sợ gì. Muốn mà chỉ có chồng mà chỉ đòi lên đây làm cái gì? Đâu chị đi chung với chị, Đi cho vui tại vì á thấy chị nhát á, hả? chị không chị sợ chị không đi. Chỉ cô giáo hả? Giáo viên Lê Hồng Phong đó, rồi ra chị kêu chị cứ mạnh dạn đi đi chứ. Em ở nhà hoài giờ ai cũng có gia đình, nhà chị ai cũng có chồng có con đủ hết, có mình chị lẻ loi. Công việc hàng ngày của chị ra chị có đi đâu chơi không? Không, chị ít cứ đi đâu lắm. Đi đâu hả? Hồi đó bây Thấy giờ còn chị đỡ. cũng có gương mặt hát hát cũng hay lắm mà. Cái Đúng không? gì vậy? Thấy gương mặt chị cũng có nét nghệ sĩ lắm, hát hò cũng hay lắm mà. Không có thuộc bài nào hết á, Nhưng mà hát hay. Đúng không? đâu biết đâu. Sao không biết? Nhà có mở karaoke hát không? Có chị có mua đủ hết á, nhưng mà chị có khách á, có khi dỗ quải thì mới mở ra hát, chứ còn bình thường không có mở. Thường thường đám tiệc rồi đó chị hát, chị thích hát bài gì? Chị thích nhạc của Phi Nhung. Phi Nhung. Mà chị thích bài gì? Phải Lòng Gái Bến Tre à? Không, quên bài Phi Nhung, chị không nhớ bài nào á, chị có nhớ cái bài của Hoàng Oanh hát Để Trả Lời Một Câu Hỏi á. Sao kỳ ta, tự nhiên thích Phi Nhung mà không như không thuộc bài Không nào hết, thuộc, không, cái nói chung không có hát bài cái nào chị bài thuộc hết của cô Hoàng Oanh Để Trả Lời Một Câu Hỏi thôi. Giờ á. Không, tại gần đây chị thích cái thôi bài bây đó. giờ giúp vui đi, gửi đến tặng cho quý vị khán giả cũng như nửa mảnh ghép còn lại của mình sắp sửa đến với cuộc đời mình nè. Mình Không hát thuộc cái hay bài sao? Hãy Trả Lời Một Câu Hỏi, thuộc khúc nào hát khúc đó. Vậy Hát ta hay cười ông bà chết. hay hát. Hát đi rồi mới mau có chồng chứ còn không hát là lâu lắm á. Không thuộc hát bậy người ta cười chết. Không sao ở đâu á, hát khúc nhớ khúc nào hát khúc đó. Rồi mời. Để Trả Lời Một Câu Hỏi. Cái này cũng đúng với cái ý nghĩa đang đi tìm nè. Giờ hát Ừ ha. hát. Một đứa 3 năm anh yêu từng áo giày quân nhân. Rồi Quên rồi. tiếp. Gì nữa? Không nhớ rõ. Thì từ từ bắt tiếp khúc nào cũng được. Không nhớ rõ Làm lại đi. nói chung á chị là cái khuyết điểm của chị là hay quên lắm. Đó thì hát lại đi, cái bài này nó ý nghĩa đúng với cái mình đang tìm nè. Một nửa 3 năm. Một nửa 3 năm anh yêu từng áo giày quân nhân, đường xuôi quân ngó lại đôi lần. Quên rồi. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng, hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, mưa khuya giăng tơ. Chị hết nhớ Giống cháu của cô Hoàng Oanh quá. rồi. Nghe hát cái giống cháu của cô Hoàng Oanh đó, hay. Để Trả Lời Một Câu Hỏi. Rồi. Nãy giờ chị em mình tâm sự cũng không ngắn mà cũng không dài ha. Thì chị cũng đã trải lòng mình ra. Thì bây giờ các anh độ tuổi từ 55 đến 65. Nếu mà các anh xem được cái video này, anh nào thấy hợp với chị thì mạnh dạn bóc điện thoại lên, điện vào số máy của chương trình. Nhưng mà anh đó phải nhất định ngồi trên cái ghế nóng như chị ngày hôm nay thì chương trình mới sẽ cho hai người
gặp mặt tại trên đây vài mươi phút để mình trò chuyện, tìm hiểu với nhau coi có một cái khía cạnh nào đồng nhất với cuộc sống của mình không, thì bắt đầu mình tiến hành tìm hiểu rồi tiến tới. Trước khi kết thúc video này, chị có cái lời nào mà để gửi đến nửa mảnh ghép còn trôi dạt ở phương nào đó chưa về với đời chị nè? Chị xin gửi lời chúc mảnh ghép yêu thương ngày càng phát triển thêm. Không phải nói ở chương trình, nói cái mảnh ghép sắp sửa đến với cuộc đời chị á, chị có cái lời nhắn nhủ nào không, kêu gọi mấy ảnh tới hay gì? Không biết nói sao. Nói, anh nào thấy em dễ thương hay gì đó. Dễ thương. Dễ thương chứ thương không dễ. Đó. Thì nói, mình nói lên cho mấy anh biết. Nãy giờ là em đã trải lòng em ra. Đó. Thì rồi các anh thấy có hợp thì các anh điện cho chương trình, để chương trình sắp tiếp. Nói nãy đi. Giờ em đã kết nối, kiểu như nói như vậy đó, rồi anh nào thấy thích thì cứ việc kết nối với lại mảnh ghép yêu thương. Kết nối để làm gì? Kết nối mảnh ghép yêu thương để làm gì? Kết nối với em. Kết nối với em. Đó. Trời ơi. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu của mình để đến với mảnh ghép yêu thương. Và mảnh ghép yêu thương hứa sẽ cố gắng giúp chị tìm được một cái mảnh ghép thật là phù hợp. Và chúc chị được nhiều sức khỏe, và nhất là được mà may mắn theo cái ước nguyện của mình ha. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc nè. Dạ, xin chào khán giả cộng đồng mạng. Trước khi kết thúc video mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chị xin chào em.